Tôi là Nguyễn Minh, chào quý bà con nha. Hôm nay nhà vườn Nhân Lê xã cái lô phôi hoa giấy Mỹ rất là đẹp luôn nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng tham gia với nhà vườn Nhân Lê để xã luôn nha. Đừng về cái lô mới nha. Giá rất mềm yêu thương luôn. Chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm. Em chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Tiếp tục hôm nay em lại giao lô phôi hoa giấy Mỹ với quý cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian cô chú anh chị, em vào mã luôn, mã số 1 ạ. Cây đây là em nhỏ phôi bó bầu cô chú anh chị. Cây này em đo được hoành là 26. Tổng cao cây là 74, đế sổ là 39, hoành cũ em đo được là 55. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 450.000, 450.000 cho mã số 1 luôn ạ. Em bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã số 2. Số 2 em đo được hoành là 28. Tổng cao của cây là 60, tế sổ là 34. Cây mã số 2 này em xin giao lưu là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Một cây lùng lực bonsai. Dạ. Số 2 em đo được hoành cũ lực là 55 của chú anh chị. Em xin giao lưu là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em lên xuống tiếp, xuống mã số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Số 3 em đo được hoành là 19. Tổng cao của cây là 55. Đế sổ là 33. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 150.000. Số 3 150.000. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục mã số 4. Số 4 em đo được hoành là 18. Tổng cao của cây là 53. Đế sổ là 30. Cây mã số 4 này em xin giao lưu là 140.000. Số 4 140.000. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục mã số 5. Mã số 5 em đo được hoành là 16. Tổng cao của cây là 46. Đế sổ là 27. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 5. Rồi em xuống số 5 lên tiếp tục mã số 6. Em bao sống bao phí ship toàn quốc không cô chú anh chị. Mã số 6 em đo được hoành là 17. Tổng cao cây là 49. Đế sổ là 35. Cây mã số 7 này em xin giao lưu. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 120.000. 120.000 cho mã số 6 ạ. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Mã số 7 em đo được hoành là 18. Tổng cao của cây là 48. Đế sổ là 37. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 7 luôn ạ. Hàng đi là em nhỏ phôi bó bầu cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào muốn gửi luôn cái chậu nhựa này nè. Cái chậu nhựa này là phụ em thêm 30.000 tiền phí ship cô chú anh chị. Cái mã số 7 em đo được hoành là 27. Cây mã số 8 của chú anh chị. Tổng cao là 56. Đế sổ là 32. Cây mã số 8 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 8 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục mã số 9. Số 9 em đo được hoành là 16. Tổng cao của cây là 53. Đế sổ là 30. Cây mã số 9 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã số 9 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục mã số 10. Số 10 em đo được hoành là 18. Tổng cao của cây là 56. Đế sổ là 34. Cây mã số 10 này em xin giao lưu là 120.000. 120.000 cho mã số 10 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 10 lên tiếp tục mã 11. Mã 11 em đo được hoành là 16. Tổng cao của cây là 50. Đế sổ là 30. Cây mã 11 này em xin giao lưu là 130.000. 11 130.000.
Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12. 12 em đo được hoành là 17. Tổng cây là 62. Đế sổ là 32. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 130.000, 130.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục mã 13. Mã 13 em đo được hoành là 25. Tổng cao của cây là 60. Đế sổ cây là 40. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 13. Rồi em xuống mã 13 lên tiếp tục mã 14. Mã 14 em đo được hoành là 23. Tổng cao của cây là 68. Đế sổ là 48. Cây mã 14 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã 14. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục mã 15. Em đo được hoành là 14. Tổng cao của cây là 48. Đế sổ của cây là 28. Cây mã 15 này em xin giao lưu là 120.000. 120.000 cho mã 15. Rồi em xuống mã 15 lên tiếp tục mã 16. Em đo được hoành là 12. Tổng cao của cây là 50. Đế sổ là 32. Cây mã 16 này em xin giao lưu là 100.000 luôn cô chú anh chị. 100.000 em bao phí ship toàn quốc không ạ. Cho mã 16. Em lên tiếp tục là mã 17. 17 em đo được hoành của cây là 18. Tổng cao của cây là 46. Đế sổ của cây là 29. Cây mã 17 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 17 luôn ạ. Rồi em xuống mã 17 lên tiếp tục mã 18. Mã 18 em đo được hoành là 26. Tổng cao của cây là 76. Đế sổ là 50. Cây mã 18 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho mã 18 mà cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 18 lên tiếp tục mã 19. 19 em đo được hoành là 16. Tổng cao của cây là 42. Đế sổ là 28. Cây mã 19 này em xin giao lưu là 120.000. 120.000 cho mã 19. Rồi em xuống mã 19 lên tiếp tục mã 20. Mã 20 là một cây dáng bay cô chú anh chị. Bay mà quái nữa cô chú anh chị. Em đo được hoành là 16. Tổng cây là 50. Đế sổ là 39. Cây mã 20 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục mã 21. Em đo được hoành là 24. Tổng cao của cây là 60. Đế sổ là 34. Cây mã 21 này em xin giao lưu là 450.000. 450.000 cho mã 21 luôn ạ. Rồi em xuống mã 21 lên tiếp tục mã 22. 22 em đo được hoành là 15. Tổng cao của cây là 50. Đế sổ cây là 36. Cây mã 22 này em xin giao lưu là 130.000. 22 130.000. Rồi em xuống mã 22 lên tiếp tục mã 23. Em đo được hoành là 16. Tổng cao của cây là 64. Đế sổ là 48. Cây mã 23 này em xin giao lưu là 130.000.
23 130.000. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. Mã 24 ra được hoành là 20. Tổng cao của cây là 65. Đế sổ là 51. Cây mã 24 này em xin giao lưu là 170.000. 24 170.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Bao ship bao sống của cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục mã 25. Em đo được hoành là 19. Tổng cây là 50. Tế sổ là 38. Cây mã 25 này em xin giao lưu là 120.000. 25 120.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Đem lên tiếp tục là mã 26, em đo được hoành là 16. Tổng cao ok là 52. Đế sổ là 34. Cây mã 26 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 26 luôn ạ. Rồi em xuống mã 26 lên tiếp tục mã 27. 27 em đo được hoành là 16. Tổng cao cây là 49. Đế sổ là 40. Cây mã 27. Cây mã 27 này em xin giao lưu là 120.000. 27 120.000 em ạ. Rồi em xuống mã 27 lên tiếp tục mã 28. 28 em đo được hoành là 16. Tổng cao cây là 49. Đế sổ là 36. Cây mã 29 này em xin giao lưu là 150.000. 28 cô chú anh chị, mã này là cây này là mã 28, 150.000. Rồi em xuống mã 28 lên tiếp tục mã 29. Một cây dáng bài đế sổ rất là dài luôn. Dạ. 29 em đo được hoành là 24. Tổng cao ok là 76. Đế sổ là 56. Đế dài của chú anh chị. Cây mã 29 này em xin giao lưu là 200.000. 29 200.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. 30 em đo được hoành là 17. Tổng cao ok là 64. Đế sổ là 34. Cây mã 30 này em xin giao lưu là 130.000. Cây mã 30 130.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 31. 31 nó được hoành là 29. Tổng cao của cây là 55. Đế sổ là 38. Cây mã 31 này em xin giao lưu là 160.000. 160.000 cho mã 31. Rồi em xuống mã 31 lên tiếp tục mã 32. 32 em đo được hoành là 21. Tổng cao của cây là 49. Đế sổ là 22. Cây mã 32 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 32 luôn ạ. Rồi em xuống mã 32 lên tiếp tục mã 33. 33 em đo được hoành là 15. Tổng cao cây là 58. Đế sổ là 37. Cây mã 33 này em xin giao lưu là 120.000. 33 120.000. Rồi em xuống mã 33 lên tiếp tục mã 34. Cây dáng đổ. 34 em đo được hoành là 14. Tổng cây là 65. Đế là 55. Cây mã 34 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã 34 luôn ạ. Rồi em xuống mã 34 lên tiếp tục mã 35.
35 em đo được hoành là 18. Tổng cây là 63. Đế sổ là 38. Cây mã 35 này em xin giao lưu là 130.000. 35 130.000 ạ. Rồi em xuống mã 35 lên tiếp tục mã 36. 36 em đo được hoành là 17. Tổng cao cây là 57. Đế sổ là 27. Cây mã 36 này em xin giao lưu là 130.000. 36 130.000 đúng không ạ? Rồi, em xuống mã 36 lên tiếp tục mã 37. Ba mươi bảy được hoành là 22. Tổng cao cây là 54. Đế sổ là 32. Cây mã 37 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 37 luôn ạ. Rồi em xuống mã 37 lên tiếp tục mã 38. 38 em đo được hoành là 17. Tổng cao là 50. Đế sổ là 40. Cây mã 37 này em xin giao lưu là 38. Cây này là mã 38, em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 38 luôn ạ. Rồi em xuống mã 38 lên tiếp tục mã 39. 39 em đo được hoành là 14. Tổng cao cây là 59. Đế sổ là 34. Cây mã 39 này em xin giao lưu là 140.000. 39 140.000 bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Bao sống bao ship luôn nha cô chú anh chị. Em lên tiếp tục là mã 40. Mã 40 là mã cuối clip của em cô chú anh chị. Em đo được hoành là 27. Tổng cao của cây là 53. Đế sổ là 34. Cây mã 40 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em đo được hoành cũ là 57. Cây mã 40 này em xin giao lưu là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi mã 40 này là cũng mã cuối clip của em ạ. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em những clip trước ạ. Rồi em xin cảm ơn ạ. Rồi anh cảm ơn Duy nha. Mình chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.